thứ năm, tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ, dọc đường hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường, đừng mang theo bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì được đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em vũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được giữ khoan hồng hơn thành đó. Con người sinh ra với hai bàn tay trắng và khi kết thúc cuộc đời trần thế cũng với hai bàn tay trắng. Khi ngẫm nghĩ lại hình ảnh này, có lẽ mỗi người có những suy nghĩ và có câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, nếu đưa hình ảnh trên vào sứ điệp lời Chúa vừa nghe, thiết nghĩ chúng ta sẽ có một câu trả lời chung. Tất cả mọi thứ chúng ta có đều là của Chúa ban cho. Khi tin rằng tất cả mọi thứ mình có đều nhờ ơn Chúa ban, chúng ta cũng cần thực hiện lời Chúa dạy. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Lời Chúa dạy, chúng ta hãy đem những khả năng của Chúa ban cho chúng ta để chia sẻ với người khác. Điển hình như chia sẻ vật chất cho người khó khăn khi họ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta giúp đỡ người khác, không cần người khác báo đáp, nhưng để làm vinh danh tình yêu của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi đọc câu lời Chúa, anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Chúng con cảm thấy bản thân chưa thực hiện được lời Chúa dạy, vì chúng con chỉ biết đón nhận mà chưa biết cho đi. Xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến, để mỗi ngày sống chúng con cũng biết giúp đỡ, chia sẻ những gì chúng con đang có đến với những người cần đến sự giúp đỡ của chúng con.